Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 27 tháng 12 năm 1950, Đại đoàn 312, một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của sư đoàn đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng thương yêu đồng bào, sư đoàn trải qua chặng đường lịch sử 70 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng trưởng thành và chiến thắng rất vẻ vang. Hôm nay, sư đoàn 312, sư đoàn chiến thắng anh hùng, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương quân công hạng 3, tổ chức duyệt đội ngũ thể hiện sự trang nghiêm hùng mạnh, chính quy và sự trưởng thành lớn mạnh của sư đoàn. Thưa toàn thể đồng chí đang tiến vào lễ đài trong tiếng nhạc hùng tráng, dẫn đầu đội hình là tổ quân kỳ với những tập huân huy chương lấp lánh trên lá cờ quyết chiến quyết thắng, vận dụng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng là niềm tự hào với những chiến công anh liệt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trở thành của đơn vị. Tiếp theo tổ quân kỳ, đội hình quân đài là khối sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của 4 cơ quan sư đoàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí luôn tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác. Đặc biệt, luôn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cơ quan hay giỏi, giỏi nghiên cứu, tham mưu đề xuất, giỏi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra. Đội hình đang tiến vào lễ đài là hai khối cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 141, là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, mở đầu nghệ thuật đánh địch cho cùng sự vững chắc của quân đội ta, đặc biệt là trận tập kích cứ điểm 400, 600 núi Ba Vì trong chiến dịch hòa bình năm 1951 đã viết nên truyền thống trung đoàn Ba Vì anh hùng. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyên, xây dựng và củng cố trung đoàn, mối thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đội hình đang tiến vào lễ đài là hai khối cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 165, là một trong những đơn vị tiền thân của sư đoàn, ra đời trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với 3 lần giải phóng Lào Cai, Hà Giang, mở thông biên giới. Với thành tích đó, cán bộ chiến sĩ trung đoàn vinh dự được Bác Hồ tặng danh hiệu trung đoàn hành động biên giới. Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 165 luôn nêu cao truyền thống trung đoàn hành động biên giới hai lần anh hùng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết, anh dũng chiến thắng của sư đoàn. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa toàn thể các đồng chí, trong tiếng nhạc hùng tráng, đội hình đang tiến vào lễ đài là hai khối cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 219, là đơn vị lập nhiều chiến công vang dội trên dòng sông Lô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vì chỉ là Bác Hồ và trung ương Đảng đặt danh hiệu trung đoàn sông Lô. 70 năm qua, cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Những người lính trẻ trung đoàn hôm nay không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của sư đoàn. Đang tiến vào lễ đài là một cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn pháo binh 14 và tiểu đoàn pháo binh 15, là đơn vị từng rồi những trận pháo lửa xuống cánh đồng chung sĩ quan cùng với sư đoàn làm nên chiến thắng vang dội trên chiến trường nước bạn Lào. Ngày nay, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn pháo binh 14, tiểu đoàn pháo binh 15 phát huy truyền thống chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn súng máy phòng không 16 và tiểu đoàn công binh 17, nêu cao truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của tiểu đoàn súng máy phòng không 16 và truyền thống mở đường thắng lợi của tiểu đoàn công binh 17 trong chặng đường phát triển tới hôm nay.
cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội hình đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ điều lệnh thông tin 18, phát huy truyền thống kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ điều lệnh thông tin 18 luôn bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, là mạch máu, là thắc mắc của người chỉ huy đơn vị. Đội hình đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ chiến sĩ đại đội hóa học 19 và đại đội trinh sát 20. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đại đội hóa học 19 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại đội 20 luôn giữ vững truyền thống luôn sâu bám sát bí mật bất ngờ, đánh vào tận cán bộ cố định nhiều năm liền là lẫn đầu trong mọi trò thi đấu quyết tâm với các đại đội trực thuộc của sư đoàn. Đội hình đăng ký qua lễ đài là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn quân y 24 và tiểu đoàn vận tải 25, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu và tiêu xe như con, quý xanh như máu. Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn quân y 24, tiểu đoàn vận tải 25 tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong tiếng nhạc hùng tráng, đội hình đăng ký qua lễ đài là hai khối đồng chí với những lá cờ đỏ thắm, biểu trưng cho sự hy sinh xương máu của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ sư đoàn qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Màu cờ đỏ thắm còn là màu của niềm tin quyết chiến quyết thắng, là màu tươi sáng của tương lai, tiếp thêm lòng tự hào, tinh thần vươn lên cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn hôm nay tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa, liên tiếp trang sử vẻ vang của sư đoàn chiến thắng anh hùng. Kính thưa các đồng trưởng, kính thưa các đồng chí đại biểu, như toàn thể các đồng chí, đội hình đăng ký qua lễ đài là khối cầu hoa, trên đây với những bông hoa sẽ sắc thờ biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn, lòng thủy chung sâu sắc và lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc và nhân dân. Mỗi chặng đường lịch sử của sư đoàn luôn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ nữ sĩ quan công nhân chuyên nghiệp. Các đồng chí luôn mang trong mình đức tính của người phụ nữ Việt Nam, âm thầm lặng lẽ nhưng đầy nhiệt huyết cống hiến hy sinh, tôn đắm thêm những trang sử vẻ vang của sư đoàn chiến thắng anh hùng. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cách vui đến là đội hình cán bộ chiến sĩ của các trung đoàn 141, trung đoàn 165, trung đoàn 209, là người con của những quân đội giàu truyền thống cách mạng từ Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, vinh dự tự hào được về học tập và công tác tại sư đoàn. Các đồng chí luôn phát huy truyền thống quê hương, thấm nhuần truyền thống đơn vị, tin tưởng rằng các đồng chí sẽ xứng đáng là những người tiếp tục và viết tiếp truyền thống vẻ vang của sư đoàn chiến thắng anh hùng. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, vinh dự và tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ sư đoàn hôm nay sẽ không ngừng quán triệt nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên nâng cao cảnh giác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, thường xuyên duy trì nghiêm nề nếp chế độ huấn luyện, bổ sung luyện tập tuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, ra sức thi đua xây dựng cơ quan đơn vị có nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt, không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật pháp luật, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, quyết tâm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, cán bộ chiến sĩ sư đoàn hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, ra sức học tập, nâng cao cảnh giác, rèn luyện ý chí sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt độ đồng đều, vững chắc, tô thắm truyền thống vẻ vang, đoàn kết, anh dũng chiến thắng, xứng đáng là sư đoàn chủ lực của bộ, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và mừng xuân mới Tân Sửu năm 2021. Thank you.
Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Sư đoàn Chiến thắng Anh hùng đến đây kết thúc. Sau đây, kính mời thủ trưởng và các đồng chí đón xem chương trình hát múa tập thể với chủ đề Vang mãi bản hùng ca, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Sư đoàn do cán bộ chiến sĩ Sư đoàn và đơn vị kết nghĩa thể hiện. Các khối, 79.